Xin Hoài Rapper xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Và tuần này chúng ta sẽ đến thăm nhà của một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng. Bên cạnh đó là một người bạn đồng nghiệp cũng rất là thân thiết. Họ là những diễn viên rất là quen mặt với quý vị. Nhưng ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên là về ngôi nhà của nữ nghệ sĩ. Rồi bên cạnh đó là phải thực hiện một động tác quen thuộc của chúng tôi, đó chính là gõ cửa. Nhưng cửa ngày hôm nay khá là đặc biệt quý vị nha. Xin chào Vĩnh Sang. Xin chào anh Hoàng. Xin chào quý vị khán giả của Gõ Cửa Nhà Sao. Ngày hôm nay Vĩnh Sang cùng với Hoàng Rapper cùng nhận được một tin nhắn của một cô đồng nghiệp nữ rất là tài năng, xinh đẹp nữa. Cậu nhắn là: hai anh ơi, qua nhà em chơi. Cậu không nói kỹ nhà nào. Nhà có nhiều loại nhà. Nhà mặt tiền, nhà hẻm, rồi nhà chung cư. Hóa ra là nhà hàng em. Nghe đi, nhà hàng là em phải chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, như tới giờ mới xong. Quá đẹp trai, em luôn mãi đẹp, mãi đẹp, anh ổn chưa? Anh quá ok luôn. Đi em. Rồi, ok. Công nhận buổi tối ha, ở trung tâm quận nhất lúc nào cũng sầm uất. Nhìn rất là đẹp. Đây nè, phải đây không em, phải đây không em? Ừ, đúng rồi anh. Trời ơi, có người đẹp đó. Chờ một xíu, ngại ngại. À, đây. Thôi, hai anh tới rồi. Yeah, ấy. Ấy, chào Trương Nhi. Hello em. Giới thiệu quý vị, đây chính là ngôi nhà của gia gia Trương Nhi nha quý vị. Chào quý vị khán giả của Gõ Cửa Nhà Sao. Còn bây giờ thì mời hai anh vào nha. Dạ. Trời ơi, nhà khang trang quá em ơi. Đẹp quá, hiện đại. Vô anh ơi. Mà cao tầng nữa. Dạ. Wow, một không gian rất là tuyệt vời, thiết kế rất là đẹp mắt. Chắc chắn là với không gian này dễ dàng để cho Gia Gia Trương Nhi cùng với Vinh Sang ngày hôm nay sẽ chia sẻ thật là nhiều câu chuyện thú vị. Đầu tiên á là ngôi nhà của em đi. Hồi nãy anh có nói với Sang á, dù là nhà mặt tiền, nhà hẻm, nhà chung cư thì nhà hàng cũng chính là một ngôi nhà thân yêu nữa của Gia Gia nữa. Hôm nay nhờ có Gõ Cửa Nhà Sao mà em có cơ hội được mời hai anh tới đây. Yeah. Lâu lâu mình nói chuyện tâm sự với nhau, đôi chút về cuộc sống đúng không ạ? Hai chị em chơi với nhau thân được bao lâu rồi? Hai chị em. À không, hai anh em, nhầm. Hai anh em. Hai anh em mà. Cái ngày đầu tiên làm sao mà hai anh em gặp nhau được? Sang với em đã từng đóng chung phim với nhau từ rất là lâu rồi. Lúc đó thì Sang với lại Nhi thì lại không có những phân đoạn quá nhiều để đóng chung với nhau. Nhưng mà gần đây nhất là 2020-21 á, thì bắt đầu là quay một phim Hoa Sơn Trà. Lúc đó hai anh em là đóng cặp với nhau. Dạ. Lúc đó mới thân hơn nữa. Hai bạn có những chặng đường cũng khá tương đồng với nhau. Xuất phát điểm là người mẫu. Rồi, ở dưới quê lên. À, dưới quê nữa. Ờ, Đồng Hương luôn. Đồng Hương, em ở 40 thuộc. 40 thuộc, em Đắk Lắk luôn. Em ở Đắk Nông. Đắk Nông, Đắk Lắk thì cũng sát bên thôi. Dạ. Thì bên cạnh đó là hai bạn, niềm đam mê đầu tiên là về người mẫu hả? Xuất phát điểm của em cũng là người mẫu ảnh, sau đó mới làm diễn viên. Gia Gia cũng vậy luôn. Xuất phát điểm của em thì em là người mẫu. Em đã thi sân khấu điện ảnh rồi. Mà lúc đó đậu, nhưng mà ba mẹ nói là cái nghề này không có kiếm được ra tiền đâu, cho nên không có cho tiền học. Trời ơi, thương. Rồi tự bươn chải gì đó hả? Tự bươn chải, nhưng mà nghề chọn mình mà. Thế là mình lại quay về là con đường diễn viên của mình thôi. Khi mà bước vào lĩnh vực kinh doanh, rõ ràng là chúng ta phải tốn khá nhiều tâm sức nè, rồi thời gian để đầu tư vào á. Em có nhớ phim trường nhiều không? Thật sự là em nhớ chứ, em nhớ lắm. Nhiều khi mình cũng nói là mình đang chờ một cái dự án nào đó nó phù hợp với mình nhất để mình có thể quay lại. Chứ khán giả nhắc nhiều quá anh ơi. Dạ, khán giả lúc nào mà fan nhắc nhiều lắm. Đúng rồi, mỗi lần livestream mà chị ơi, dự án nào mới chưa, dự án nào bị nôn luôn anh. Bà mệt không? Bộ bà dư năng lượng hả? Mỗi cái chuyện đi vô không mà cũng làm quá nữa. Hú hét lăn lộn sùm hết trơn á. Nãy giờ bà có nhích được cm nào không? Còn Sang thì sao? Người bạn của mình cũng kinh doanh nhiều, em có tính là kinh doanh gì nữa không? Thì hiện tại công việc chính của em cũng đang tập trung là kinh doanh. À, dạ. Cái mảng kinh doanh của em nó cũng liên quan tới nghề quay phim. Dạ. Làm cho thuê phim trường. À, dạ. Giỏi quá.
nhưng mà hai bạn đều phải tự lực cánh sinh hết. Dạ. Để có tự lo mọi thứ hết. Như là Gia Gia nè, khi mà mở nhà hàng cũng phải có sự trợ giúp của rất nhiều cổ đông đúng không? Đúng rồi. Dạ. Một cái nhà hàng lớn như vậy thì chắc chắn không thể nào một mình được. Ừ. Nhưng mà cho đến bây giờ thì Huy cũng đang rất là phát triển rất là tốt. Và dạ, cũng đang muốn phát triển về cái ngành ẩm thực nữa. Ừ. Để hy vọng là khán giả sẽ được biết đến Huy và yêu thích Huy. Dạ, rõ ràng là khi mà bắt đầu vào nhà hàng riêng về ẩm thực, chúng ta cần nhiều chuyên gia. Ví dụ như là những đầu bếp thật là uy tín và có kinh nghiệm nữa. Thì em tuyển lựa như thế nào? À, hiện tại thì Huy đang tuyển lựa một đầu bếp người Việt nhưng mà sống ở bên Pháp về đây để lên một cái menu về fusion, có nghĩa là hòa quyện giữa Âu và Á. Dạ. Em có đó chưa ạ? Em đã chuẩn bị một tinh tế. Dạ, em đã chuẩn bị cơm nước mời hai anh. Dạ, một bữa cơm đạm bạc ha. Dạ. Nãy giờ chờ có nhiêu đó thôi á. Dạ. Anh với Sang cùng chung ý tưởng chứ cũng tối rồi ha. Vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ vừa trò chuyện mà vừa thưởng thức ẩm thực cùng với Gia Gia và Vĩnh Sang quý vị nhé. Wow. Hấp dẫn quá em ơi. Dạ, không quá hấp dẫn luôn đúng không anh? Đẹp mắt luôn. Giới thiệu với hai anh, đây là anh Việt, đầu bếp trưởng của Mi Lao. Chào anh Việt. Và bây giờ anh Việt sẽ giới thiệu từng món ăn cho mọi người. Thứ đầu tiên là món tuna rossini with salad. Dạ. Dùng kèm với là foie gras and habanero salmon. Và món tới là fish and chip. Và cuối cùng mình có phần bò wagyu steak 300g. Wow. Trời. Wagyu hả anh? Yes. Wagyu. Mà tới 300g lận. Ừ. Đây là hai anh rất là thân bò. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Việt rất nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, em mời hai anh nha. Bây giờ anh nghĩ thay vị mình sẽ dùng salad quý. Salad, đúng rồi. Uh-huh. Đây, để anh làm cho. Cái trên này là gà ngỗng nè anh. Oh yeah. Dạ. Gà ngỗng. Những cái món này là những cái món mà best seller của Huy luôn á. Rất là bán chạy đúng không? Đúng rồi. Khoan, em chia đồng đều nha, thấy không được cân rồi đó. Sao vậy? Em chia rất là đồng đều anh tao vậy. Các bạn cứ lấy mỗi người một phần, còn nhiều để anh. Đây, tôi đừng có thể tính cho em nào. Còn bao nhiêu để anh hả? Rồi được luôn rồi nha. Đùa thôi. Sao vậy? Như lấy nhiều thôi. Rồi mọi người ăn rồi cho em ý kiến nha. Dạ. Yeah, em thấy sao sao? Cái miếng gà ngỗng này nó mềm, nó tan trong miệng luôn đó. Béo. Hương vị chua chua của giấm, của tất cả những loại rau. Bên cạnh đó là cái bùi bùi béo béo của gan ngỗng kết hợp chung lại với thịt đó. Tuyệt vời. Đây là một không gian cực kỳ thích hợp để hẹn hò quý vị ơi. Dạ. Và các bạn có nhớ những buổi hẹn hò đầu tiên của mình không? Ờ, làm sao mà quên được. Sao? Buổi hẹn hò đầu tiên của em sao? Được. Chắc là nó dễ hương, nó gấu bông đúng không? Trước khi mà em kể, em sẽ cắt miếng bò cho anh nha. Mời em tự nhiên, người cắt người kể nè. Hồi đó, năm đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó 18 tuổi anh ạ. Đi cà phê rồi mình ăn lề đường thôi. Chứ không được đi vô nhà hàng như bây giờ đâu. Là lúc đó vẫn ở khu vực Tây Nguyên thôi. Dạ đúng rồi đúng. Vậy là anh đoán nha, chắc là bữa đó đi uống cà phê Buôn Ma Thuột. Phô. Đúng rồi, đi uống cà phê, ăn cơm tấm lề đường thôi. Dạ, dạ. Đó là bữa hẹn hò đầu tiên với em mà dễ thương. Còn Sang, em nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của em không? Hình như buổi hẹn hò đầu tiên của em là ở ngoài công viên. Cái gì? Công viên, công học sinh công viên hả? Tính ra cũng đỡ tốn kém em ha. Đúng rồi, đi dạo xong tâm sự thôi. Trời ơi, cứng nha, mát mẻ. Đúng rồi. Rồi, ăn món thứ hai cho em ý kiến nào. Trời ơi, tuyệt vời quá. Hôm nay là dắt hai anh qua là chỉ có thử món nhà hàng thôi đó nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Sao? Đậm đà. Đậm đà. Cái sốt nữa sao? Mình chấm thêm cái sốt nữa nè. Cái hợp chung với loại bánh khoai tây. Cái bánh khoai tây này làm hay nè. Từng lớp kiểu như là bánh khoai tây ngàn lớp vậy đó. Đúng rồi, giống như bánh két vậy đó. Ngon. Xuất sắc. Em ơi, nếu như những bữa hẹn hò đầu tiên của anh mà được đến với nhà hàng Huy chắc là cô ấy gật đầu liền quá. Dạ đúng rồi, phải gật đầu liên lịa thôi. Thời gian gần đây anh thấy là trên mạng xã hội cũng tranh cãi khá nhiều về việc bữa hẹn hò đầu tiên có chinh phục được người đẹp hay không. Có nhiều bạn thì lại chê không chịu đi cà phê giống như em hay là đi công viên giống như là Sang, mà lại thích vào những nơi sang trọng á, thì mấy cổ mới chịu tiếp tục với những buổi hẹn lần sau. Còn nếu như mà cảm thấy buổi hẹn nó bình dân quá mấy cổ không chịu. Thì em thấy như vậy đó là cái tư duy mới của bạn trẻ hay sao? Em nghĩ là tùy tiêu chí mọi người và cũng như là tùy vào lứa tuổi nữa. Thì thời sinh viên làm gì có tiền mà vô nhà hàng sang trọng để mà ăn. Thì mình sẽ đi cà phê để hẹn hò, để nói chuyện với nhau. Còn nếu mà
lớn lớn như là anh em chúng ta thì mình nên đi vào đây cái gì để có sự lãng mạn cũng như là sự trân trọng lẫn nhau. Còn Sang thì thấy sao, các bạn trẻ là có yêu cầu khá cao không vậy? Theo em thì em nghĩ là thực ra hẹn hò buổi đầu tiên ở đâu cũng được, quan trọng là mình chu đáo, mình chỉnh chu thôi để mình thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương. Miễn sao là cái buổi hẹn hò đó cả hai thấy thoải mái, thấy vui. Dạ. Rồi ok. Sang nói một ý anh rất là ưng, đó chính là mình phải chỉnh chu cho bản thân mình trước đó. Dạ, đúng rồi. Mình đúng không rồi. Có xuề xòa trong dạ, buổi hẹn hò đầu tiên dễ gây mất thiện cảm chứ không phải là do cái bối cảnh. Dạ đúng rồi. Dù bối cảnh nào đi nữa, quan trọng là hai người phải nói chuyện hợp. Đúng rồi. Chứ bây giờ ngồi ở Quy, anh với Sang nói chuyện không hợp đi, làm sao nhìn mặt nhau được. Nhưng mà có nhạc nên là hợp nhau liền anh à. Lên nhạc đi. Lên nhạc rất là tự nhiên bắt đầu là chứ nãy giờ anh thấy là Sang hơi rụt rè với anh đó. Sang hãy cởi mở, mở lòng ra với anh đi. Còn em sao? Sao? Mấy người anh á, trong nghề lúc nào cũng ủa gì nào với anh lập cái định ta. Đi làm có tiền nhiều mới có người yêu chứ. Là đúng em không? Là muốn tự do tài chính. Tự do tài chính và cũng như là cũng phải có một cái gì đó bền vững đã thì mình sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Trời ơi, anh thấy cách đây một chục năm em bền vững lắm rồi đó. Chứ đây chục năm là em bền vững theo một phong cách khác. Còn bây giờ em trưởng thành hơn. Chứ rồi tụi anh chờ thiệp cưới lâu lắm rồi nha. Dạ dạ. Đùng cái thì như mời tới anh cưới luôn, không có thiệp cưới luôn thì sao? Không biết đâu được. Cho anh hỏi nè, Sang mỗi lần qua đây chơi á, có thấy cổ đi với bạn trai hay gì không? Không, gia gia kiểu như là bí ẩn lắm. Em thấy xuất hiện có mình không à. Cảm như đi làm cũng vậy luôn. Chưa bao giờ thấy là có người yêu hay là bạn nam nào đưa lên phim trường hết á. Chà khó gì ta. Trời ơi, em bí ẩn lắm á. Là có nghĩa là em có mà em giấu hay là tại vì em kỹ tính, em khó tính, bây giờ vẫn chưa tìm được nữa khi thích hợp? Em bảo bình mà, em kỹ tính á. Có thể là do duyên chưa tới. Nhưng mà em nghĩ là dù như thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm được một nửa của mình thôi, dù sớm như muộn. Nhưng mà đừng muộn quá nghe. Còn Sang thì sao? Khai thật đi, em có người yêu chưa? Anh Sang nhiều lắm anh ơi. Nhiều lắm hả? Em biết mà, nhiều đó, lắm đó. Em xin phép chuyện người yêu em giữ bí mật. Giữ bí mật. Khi nào mà anh thấy em mời thiệp cưới anh là anh biết rồi đó. Ủa vậy luôn hả? Có thể là tháng sau, cũng có thể là năm sau. Em không biết được. Tháng sau luôn hả? Nghe gì đục giật mình luôn vậy? Ngày xưa em có đặt ra những tiêu chuẩn về người yêu không? Không, thực ra là đó giờ em chưa có bao giờ đặt tiêu chuẩn về cái người yêu của mình hết á. Em chỉ cần là hai người nói chuyện hợp với nhau cùng tần số thôi là ok rồi. Ồ dạ dạ. Sao bây giờ em sẽ xe phần bò khác cho anh nè. Bây giờ mình sẽ ăn cái bò này rồi, bây giờ mình ăn luôn cái Wagyu này luôn. Thì mình sẽ so sánh nó rõ hơn ha. Wow, bò Wagyu bình thường là em ăn là nó chỉ có từng lát thôi quý vị ơi. Còn này là nhà hàng, bữa nay đãi cho em một bản. Trời ơi. Ok, thank you em. Wow, mong là bữa nay, sau bữa nay mà em được lên cân nha quý vị. Vui quá. Ngon, chỉ duy nhất thôi. Cảm nhận là nó cực kỳ ngon. Cái bò tan chảy anh nhờ. Thịt rất là mềm, hương vị rất là đậm đà. Sốt của nó béo vừa phải, nó không bị cái gia vị nó át cái mùi thịt bò đi. Anh cảm nhận là bây giờ em giống như chuyên gia ẩm thực luôn quá vậy nha. Dạ tại vì em ăn mỗi ngày mà. Khi mà để ra một cái thực đơn như vậy là em phải test món này hàng tuần đó. Anh cũng là một chuyên gia ẩm thực nè. Dạ. Anh nghĩ khi nào em cần test món em cứ gọi anh qua. Ok. Anh Hoàng qua để test phụ cho. Lý không? Có nhiều ý kiến mình đánh giá nó mới là. Đây giới thiệu với em, đây là chuyên gia ẩm thực Vĩnh Sang. Dạ. Còn đây là chuyên gia ăn trực Hoàng Vân. Em đã rành về ẩm thực khá nhiều. Thì anh đang lo là cái kỹ năng sân khấu, ống kính, diễn xuất của em sẽ bị ảnh hưởng. Yeah. Đến bây giờ sẽ là một thử thách dành cho em. Em cũng có Sang luôn. Anh thử xem khả năng diễn xuất ngẫu hứng của hai bạn như thế nào. Hãy tưởng tượng đây là bối cảnh hẹn hò chỉ có hai người. Quên anh đi, anh là tàng hình rồi. Hãy diễn với tuyến nhân vật của em là một cô gái rất là khó tính, rất là khó chinh phục. Còn Sang, em phải thuyết phục cô ấy đi. Với một bữa ăn ngày hôm nay làm sao để cho cô ấy cảm thấy mình được trân trọng. Chuẩn bị, máy chạy, diễn. Nè, em ăn thử cái bò này đi. Cái bò này á, là anh đặc biệt nhờ người mua đặt máy bay á, đem từ bên Nhật Bản về. Con bò này á, là anh phải nhờ mình đó người ta nuôi á, cho nó nghe nhạc mỗi ngày. Wow. Đó, cái này là anh đặc biệt dặn đầu bếp làm riêng cho em đó. Em ăn thử đi. Vậy hả anh? Đây để em ăn thử nha. Coi thẩm được nhạc gì. Sars, R&B hay là Vina House tempo 144. Ủa sao tự nhiên em nghe nhạc giống như vậy? Vậy cả lương anh. Em... Ủa kỳ vậy? Em ăn thử lại một miếng đi. Ăn thử một miếng nữa hả? Ừ. Ok anh. Ăn thử một miếng nha.
sao? Hả? Trời ơi, sao đừng viên linh nhỉ? ADM ADM hang luôn. Để anh... Sao kỳ vậy? Anh dặn lại hình như là cái người chăn bò của anh thích Vina Hao hay sao? Để anh đổi người, để anh đổi người. Trời ơi, hỏi cái bé bắn thử miếng cát đi. Chứ nhẹ nghe giật quá. Đây, để anh lấy cho em cái miếng cá này. Đó. Đầu bếp của anh á là phải hả lên trên cái vùng mũi tuyết ở bên Thụy Sĩ đó. Đó. Ừ. Lặn là 7 ngày mới bắt được con cá này. 7 ngày luôn. Cái con này là phải lặn mới có hả? Quý lắm á nha. Trời đất ơi. Mà kêu đó nhăn hết da. Lặn hả? 7 ngày. Mình thử. À, em thấy nó có cái băng tuyết lạnh lẽo trong đó không? Anh yêu cô lạnh lùng với em luôn. Đó. Ê, tính ra ăn vô bị á khẩu luôn á. Lạnh quá hả? Lạnh quá. Nó không được cứng họng luôn anh ơi. Nó lạnh quá, nó lạnh mà mình dưới 7 độ. Dưới 7 độ. Vậy là lạnh quá đúng không? Đó. Lạnh quá phải ngồi gần lại anh. Ui. Trời ơi. Trời ơi, thánh tả thánh nằm ở chỗ này nè. Được anh ơi. Nhưng mà thôi, em hết lạnh rồi. Không, hay, tuyệt vời. Cảm ơn hai bạn rất nhiều, rất là dễ thương. Ngẫu hứng luôn quý vị ơi, không hề có kịch bản gì hết. Nói chung là rõ quý vị không? Sang nhìn hiền hiền vậy thôi á, chứ chốt câu nào là hiểm câu đó đó. Hay thiệt luôn á, em cũng không nghĩ ra luôn nha. Ok, chốt đơn nha, mà mình đừng có làm bản thân thì mình chốt đơn. Còn này bản thân rồi khó chốt dạ, đơn. Hai người bạn thì chơi với nhau cũng mấy năm rồi và đã quá hiểu tính nhau từ trên phim cho đến ngoài đời. Ưu điểm lớn nhất của Sang là gì trong mắt em? Sang là một người rất là giỏi, rất là lịch lãm anh. Lịch lãm? Dạ, lịch lãm và... Ga lăng? Dạ, đúng rồi, anh rất là tinh ý. Cái khuyết điểm đi. Khuyết điểm của Sang trong mắt em là gì? Em nghĩ anh Sang là một người hay đến trễ. Nhưng mà hồi nãy đi với anh là đúng giờ luôn á. Chắc là có mùi đồ ăn. Dạ chắc vậy quá à. Chắc cái mùi đồ ăn nó đã bụng, hấp bụng dẫn quá, anh ấy bụng tới quá, thôi. Chứ thật ra là em đã lên giận anh ấy 2 lần để hẹn gặp nhau. Nó công việc thôi đó. Mà đi tới trễ đó. Là đứa đi tiệc hay là lo đi công việc? Nhiều khi là chắc là bận công việc gì đó cái xong quên hẹn với em. Trời ơi, bận quá quên. Còn trong mắt của Sang thì cô gái này Gia Gia là một người em như thế nào? Đi chơi ở ngoài với lại lúc làm việc chung ở trên phim trường thì em thấy là Gia Gia cũng rất là ok, rất tuyệt vời. Hoàng cũng cảm nhận được cái sự nghiêm túc trong nghề của Gia Gia. Một khi đã làm cái gì là phải làm cho tới nơi tới chốn. Dạ, đầu tư rất là kỹ. Thậm chí nha, đi quay game show thôi, giải trí thôi, nhưng mà cô ấy cần biết đường dây như thế nào, nội dung kịch bản ra sao để chuẩn bị cho thật là tốt. Đây là một cái sự nghiêm túc đối với nghề. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà Gia Gia có cái nhược điểm nào không? Nhược điểm hả? Chắc có chứ. Có trễ giờ không? Có hay quên không? Không có trễ giờ. Nói chung là em cũng chưa có. Em chưa bao giờ đi quay trễ giờ. Vậy luôn. Nhưng chưa mà... thấy vấn đề nào ở Gia Gia. Vậy luôn hả? Nhưng mà em bị cọc khi mà ví dụ mình đang ngủ mà bị người khác nào mà kêu dậy á. Là em sẽ rất bị cọc. Em nghĩ đó là yếu điểm của em. Nhưng mà em nghĩ chắc nhiều người cũng sẽ bị cọc vì mình đang ngủ mà bị ai đó giật đầu dậy. Đúng không? Khó chịu người. Đó là cái cảm giác chung mà. Dạ. Còn anh thì đói anh cọc á. Hồi nãy xém cọc luôn, thiệt. Vậy xém luôn xíu. Trời ơi, anh Việt, anh đầu bếp anh không xuất hiện, cọc liền. Cọc liền ăn đi anh. Ừ. Càng ngon thật, cảm ơn em Gia Gia. Ủa rồi ăn ở đây chắc em nhớ cơm đoàn lắm đúng không cưng? Đối với em những bữa cơm đoàn khi mà đi phim như thế nào? Em nghĩ là cũng tùy à. Có bữa thì ăn sẽ rất là kiểu không ngon lắm. Thường thường trong đoàn phim á, mọi người ăn vội ăn bã mà. Ừ. Nhiều khi phải phun lố cái giờ mà mình ăn nữa. Mình phải quay xong rồi mình mới được ăn. Thì lúc đó đồ ăn cũng nguội hết rồi. Cũng ấy không. Nhưng mà có những cái đoàn làm phim thì mình thấy là họ rất là chỉnh chu trong việc ăn uống. Nhưng mà em nghĩ là trong việc mà ăn uống thì mình nên chỉnh chu để cho anh em có sức để anh em làm việc cho nó hiệu quả. Còn em Sang nhớ cơm đoàn không? Có bữa cơm nào mà em nhớ mãi không? Em thì cũng dễ ăn, nói chung là bữa nào tới cơm đoàn em cũng ăn nhiều hết. Thì hả? Đúng gu em làm sao? Kiểu như là em cũng thích ăn á, cho nên là món này em cũng ăn được. Từ trước đến giờ em đóng khá nhiều bộ phim rồi. Dạ. Vai diễn nào khiến cho em cảm thấy tâm đắc nhất? Cái phim em đóng là phim Khép Lại Quá Khứ. Một cái vai mà kiểu như là một cái anh chàng này Trà Lâm.
bị hoán đổi thân xác thì em phải đóng thành hai vai, một cái người khờ khờ và một cái người là lanh lợi, giám đốc của một công ty thành đó. Dạ. Thì phim đó em đóng thì ra ngoài cũng được rất là nhiều khán giả yêu thích, đi ra ngoài cũng rất là nhiều người nhận ra cái vai diễn của em. Dạ. Gia Gia sao, vai diễn nào khiến cho em cảm thấy ưng ý nhất? Em thì em nghĩ là vai Thảo Cu. Bố tôi chỉ cho tôi chơi thêm một tháng nữa thôi là tôi phải lấy chồng rồi đó. Cái gì? Một tháng nữa hả? Ừ. Tôi mà không lấy chồng á là bố tôi buồn chết luôn đó. Vậy sao ta? Nếu mà lấy người kinh được không? Bố tôi không thích cho tôi lấy người kinh, sợ tôi sẽ xa bố và với tập quán bên chồng, nên bố tôi chỉ muốn tôi lấy trải làng này thôi, cho gần gũi. Nhưng mà tôi thì cũng đang muốn có người nào đồng ý và ở chung nhà với bố và tôi. Thảo cô. Ừ? Ví dụ như mà người đó chịu qua nhà cô ở, cô chịu lấy phải không? Ừ. Cái vai Thảo Cu là cái vai mà em thấy là em bỏ nhiều công sức ra nhiều nhất. Tại vì em quay ở Đà Lạt và quay ở trên núi rất là nhiều. Và em phải cưỡi ngựa. Dạ, đánh nhau nữa. Wow, cưỡi ngựa nữa. Dạ. Khó không em? Dạ, cưỡi ngựa mới đầu thì em nghĩ là khó. Nhưng mà khi mà em cưỡi được nó rồi á, đạo diễn thấy em cưỡi được, đạo diễn không cần cắt ca đơ luôn. Wow, tự tin vậy. Dạ, chính vì vậy té ngựa nhập viện luôn anh. Té ngựa nhập viện luôn. Dạ đúng rồi. Con ngựa đó mỗi lần đến phân đoạn đó, nó không chịu diễn. Đúng cái phân đoạn đó là nó hất em. Tại vì quay đúng cái phân đoạn đó là lúc đó Tuấn Trừng nhảy lên thì con ngựa nó không chịu, nó hất Tuấn Trừng té xuống. Không phải em, tại Tuấn. Con ngựa không chứ bình thường tại sao? Dạ đúng ngựa rồi. Ngựa vẫn rất là hợp tác với em. Dạ đúng rồi, thì phân cảnh nó giống như là bị gì đó. Ngày quay khác rồi, vẫn là cái cảnh đó. Thì lần đó là té nặng nhất. Là khi mà em vừa cưỡi Tuấn Trừng ra được rồi thì Phi rất là nhanh. Tại vì con ngựa nó đang bị giận mà. Phi rất nhanh thì lúc đó Tuấn Trừng té, thì Tuấn Trừng kéo theo em té chung luôn. Rồi Tuấn có bị gì không? Chạy hết sau lưng, còn em bị bất tỉnh. Còn em bất tỉnh luôn? Dạ, em phải cấp cứu đâu 5 tiếng. 5 tiếng chắc mọi người cũng phải lo lắm, rất là lo. Cho nên là người yêu tương lai của em trên TV bây giờ cũng đang lo lắm á. Người yêu tương lai trên TV là ảnh là anh đang xem cái này nè. Anh đó. Người yêu tương lai sau màn ảnh nhỏ. Đúng rồi, đang xem cái này nè, anh đang cũng đang hồi hộp sợ. Tại Tuấn hết, Tuấn Trần à. Mà sao ngựa ghét luôn hai anh em trời. Đó là những cái kỷ niệm đáng nhớ đúng không? Dạ. Rõ ràng là mình phải cố gắng hy sinh vì nghệ thuật. Và bây giờ, sau một bữa ăn ngon như vậy, chúng ta sẽ đến với một phần thử thách dành cho cả hai nhé. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao. Và bây giờ, tại ngôi nhà thân yêu của Gia Gia, Trương Nhi, thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi thử thách cùng với diễn viên Vĩnh Sang. Đó chính là trải nghiệm xem giữa đội chủ nhà là Gia Gia cùng với đội khách, đó chính là Vĩnh Sang, ai có cái khẩu vị tinh tế hơn. Năm món uống ngẫu nhiên, năm vị khác nhau, màu sắc khá là tương đồng. Đừng để màu sắc này đánh lừa các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ ly bên trái của người chơi trước. Bên trái. Dạ. Ly này. Ok. Để xem ai được nhiều điểm hơn nha. Đương nhiên người thua sẽ phải chịu một cái hình phạt gọi là dễ thương do người thắng quyết định. Rồi vậy là em thấy em thua cuộc chắc rồi. Đó, chị có gì khán giả thấy rồi. Trời ơi, cái này nghe quen quen lắm. Dạ. Chúng ta sẽ dùng khứu giác, dùng vị giác để đoán xem đây là mùi hương nào. Chắc uống hết ly. Dạ dạ mời bạn hả? Chắc chắn là không có cồn, đảm bảo an toàn để lái xe về nhà. Anh Hoàng, anh Hoàng. Dạ dạ vâng ạ. Em thôi, để anh nhắn tin số tài khoản thôi chứ đừng có làm vậy công khai trên sóng truyền hình. Trời ơi, 2000 gian túi hả? Rồi quá trễ cưng. Trời ơi. Thôi anh nhường em nói trước đó. Mời Vĩnh Sang. Anh khôn quá vậy, em chủ nhà mà, tự nhiên có thể là em sẽ biết rồi. Cái ly đầu tiên hả? Là tự nhiên là nó có cái mùi caramel. Caramel. Nha. Dạ. Dạ nó hơi đắng đắng nhẫn nhẫn hay là nó ngọt ngọt cái kiểu chocolate hay sao? Đúng rồi, em nghe hơi mùi thơm của chocolate. Em thì em nửa ly rồi đó. Em đang lưỡng lự giữa chocolate với lại vanilla. Mà em đang nghiêng về vanilla nhiều hơn. Chốt. Em sẽ chốt là vanilla. Vanilla còn Vĩnh Sang chốt caramel. Caramel. Đáp án chính xác là
Đáp án chính xác là vanilla. Yeah. 1-0. Trời hồi hộp như đá lưng lù vậy anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta đến với thư ly thứ hai. Tiếp tục nè. Ok. Cùng một màu xanh luôn. Màu xanh này hấp dẫn quá. Nó có hương vị như thế nào vậy Sang? Nó giống như là nước tăng lực á. Ồ đúng không? Đây là cái vị ngọt, đem lại sự hứng khởi đúng không? Lưu ý đừng để màu sắc đánh lừa bạn nhé. Bây giờ em chép chép như mấy con cá luôn nha. Bạn không ra cái vị gì hết. Tại cái vị hôm nãy nó lẫn vô cái vị này rồi. Thôi mình lọc vị là bằng nước lọc cũng được. Đúng rồi. Em nghe thấy cái vị giống như là vị chanh vậy đó. Quả chanh, mà quả chanh màu vàng đó anh. Lem. Lem hả? Ừ. Lem. Chua chua đúng không? Đúng rồi. Ngọt ngọt. Vậy em chốt đi sao? Em là vị chanh. Chanh. Còn em chốt là vị gì? Em cũng nghĩ là vị chanh. Dạ dạ, cũng nghĩ là vị chanh. Nhưng mà chốt cho em thử lại nha. Hết ly chanh. 100% luôn. Nó có cái vị giống như cái 7-Up á. Thì em nghĩ nó cũng hơi nghiêng về vị chanh hoặc vị lem á. Chanh vàng á. Chốt. Chốt. Là chanh vàng. Đúng. Và đáp án đó chính là cam. Chưa chính xác à. Tỷ số vẫn đang là 1-0. Lợi thế nghiêng về cho Gia Gia Trương Nhi. Và bây giờ ly ở giữa, ly thứ ba. Lọc vị lại đi Sang. Cẩn thận nha, người thắng sẽ có quyền quyết định một cái hình phạt dành cho người thua. Ok. Trời ơi, nhắm mắt mà dính lông mi luôn. Trời ơi, nó chua. Bộ món này dính lắm hả em? Nó không có dính. Thiệt á, Sang kiểu đẹp trai á. Thưởng thức nhìn ngầu ngầu sao vậy? Em nghĩ vị này xí muội. Xí muội. Nghĩ là vị dâu. Vị dâu. Dạ, vị dâu. Gợi ý là chỉ có một chữ thôi nha. Vị dạ dâu. Dâu. Cả hai đều chốt là dâu. Dạ. Đáp án là lựu. À, khác hoàn toàn luôn. Sao không? Cái món yêu thích của em mà đúng không? Dạ không. Hơi tiếc gì vậy, là hơi xa lạ với em hả? Ừ. Dạ. Và đến với ly thứ tư. Chị quay quá. Từ. Sao không nhớ được cái trái này ta? Rất quen đó. Ừ. Cái vị quen lắm, giống cái nước ngọt mình hay uống nè. Rất quen. Từ nhỏ mình coi phim. Sắp hết ly luôn rồi nè. Coi phim rồi mình đã thấy. Cháy đào. Thú hồn. Em nghĩ là vị nho. Ngọt ngọt. Nhưng mà có chua chua không? Không có chua. Rồi mời Sang chốt. Nho. Nho. Đào. Nho. Đáp án chính xác là đào. Thấy chưa? Yeah. Hay không? Rồi bây giờ sẽ là ly cuối cùng. Khỏi lọc vị luôn em. Làm luôn, hương vị rất quen thuộc luôn cưng ơi. Tuy là cùng màu sắc nhưng mà rõ ràng khi mà thưởng thức xong là cái hương vị nó khác hoàn toàn đúng không quý vị ạ? Rất là hay. Trời ơi, kia đi. Cũng quen luôn. Đây là một vị rất là thân thuộc. Em có kết quả rồi. Dạ. Đây là chuối. Đúng rồi, chuối. Và đáp án chính xác là chuối. Chúc mừng hai bạn. Và như vậy là Gia Gia Trương Nhi có 3 điểm, còn Vĩnh Sang có 1 điểm. Thôi, coi như là mình nhường đứa em mình đi Sang ha. Sân nhà, sân nhà. Dạ, em có muốn phạt gì không ạ? Dạ, có. Dạ, xin mời em. Em nghĩ là bây giờ anh Sang đứng lên nhảy một điệu gì đó dưới nền nhạc của Huy đi ạ. Phạt chứ Sang, nhưng mà thưởng cho quý vị khán giả, đặc biệt là fan nữ của Sang. Dạ, và bây giờ sẽ là một món quà dành tặng cho những khán giả hâm mộ diễn viên Vĩnh Sang. Trên nền nhạc, nhạc Huy nha, vô. Cho anh biến nhạc đi. Anh chối bỏ hình phạt này. Chưa được xác nhận. Đúng rồi, chưa được xác nhận. Vĩnh Sang, hình phạt của em như sao? Uống hết tất cả những số lượng nước còn lại trong 50 ly này. Ôi trời đất ơi, là Gia Gia giúp anh. Dạ. Phục vụ cho thử khách ngày hôm nay đi cưng. Nó đổi màu tím vô. Wow. Đó, đây là một bản nhạc, người ta gọi là remix. Chỉ có ở Win không chừng đây là một cái công thức mới, một phát hiện mới.
Dạ. Cái này có đảm bảo an toàn không vậy? An toàn trời ơi. Đây là sự kết hợp, kính thưa quý vị, đó chính là vanilla, cam, lựu, đào và chuối. Trời ơi, nguyên nhiều trái cây luôn. Uống vô hành ông chủ nhiều trái cây luôn. Cái này chắc là anh nghĩ là em kết hợp ra làm món mới được á. Ngon. Vậy hả? Vậy thêm một ly nữa anh nha. Rồi mình phải mình phải chiều lòng khách nhìn. Còn thiệt đó là cái khách đủ vị hết luôn á. Ê, tôi tò mò nha, cái màu xanh với cái màu đỏ mà pha vô thành màu tím rồi kìa. Dạ đúng rồi. Ê, cho tôi miếng rồi. Ê, ngộ vậy. Cái hương rất là thơm. Năm cái mùi này kết hợp lại anh lại thấy dịu nha, nó không bị gắt nha. Vậy hả? Thử coi. Thử luôn. Rồi. Ngon quý vị. Rất xuất sắc luôn quý vị. Cảm ơn hai bạn ngày hôm nay, và đặc biệt là Gia Gia Sơn Nhi đã mời tụi anh một bữa ăn nè. Rất là ngon miệng. Rồi bên cạnh đó là chia sẻ những câu chuyện rất là đời. Và sắp tới đây những dự định của hai bạn như thế nào, có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả nè. 3 năm gần đây em cũng tập trung phát triển kinh doanh. Thì sắp tới em cũng muốn quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Thì em cũng có một kế hoạch là sản xuất một cái phim riêng của em. Đó. Em cũng có một cái đội ngũ ekip, thì em muốn sản xuất một kịch bản phim mà như ý mình muốn, những nhân vật mà mình muốn thể hiện mà đó giờ mình chưa có cơ hội được được mời thể hiện những cái vai như vậy. Ví dụ là những tuyến vai như thế nào, nhân vật ra sao, cá tính như thế nào? Nói chung là em thích những cái vai mà nó hơi phong trần bụi bặm xíu. Trời quá hợp luôn rồi. Nhưng mà với cái điệu nhảy này là không có hợp lắm nha. Học thêm cơ. Qua bên đây chị Gia Gia chỉ cho. Dạ, đúng rồi, qua Quy thường xuyên. Vậy là phải có Gia Gia kèm em nhảy nữa. Dạ đúng rồi, anh cứ qua đây đóng học phí là đảm bảo luôn. Vậy là bây giờ cô giáo mình thể hiện trước thử cái kỹ năng của mình để dạ, mình... xin mời ạ. Đâu? Nhạc lên. Thôi nè. Không có hài em gái tôi được. Còn Gia Gia sao nào? Những dự án sắp tới của em thì em có rất là nhiều dự án ấp ủ lắm. Em sẽ mắc mé một tí luôn là em muốn làm một cái phim riêng em. Chúc cho những dự án sắp tới của hai bạn đều thành công hết. Và dù cho là nhà riêng của mình hay là nhà hàng của mình hay là ngôi nhà phim trường của Sang nữa, thì bất cứ ngôi nhà nào cũng mang lại sự hạnh phúc và niềm đam mê của mình cháy bỏng nha. Và ngày hôm nay gõ cửa nhà sau cũng có một phần quà để dành tặng cho hai bạn nữa. Ê, ăn uống nãy giờ phải tặng quà chứ. Ok, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn chương trình gõ cửa nhà sau. Chúc chương trình luôn luôn bền vững và cũng như là mang nhiều tiếng cười đến cho khán giả. Chúc cho tình bạn của hai bạn lúc nào cũng dễ thương, đáng yêu và gắn bó như vậy, và hỗ trợ cho nhau trong công việc thật là nhiều. Cảm ơn Vinh Sang, cảm ơn Gia Gia Trường Nhi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Hoàng. Dạ. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Gõ Cửa Nhà Sau, được phát sóng vào lúc 21:10 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media thực hiện. Và bây giờ thì Gia Gia Trường Nhi, Vinh Sang và Hoàng Đắc Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào. Ai vào đó tôi là thỏ, nếu là thỏ thì lập tức cho xem tay. Ai vào đó tôi là nai, nếu là nai thì lập tức cho xem tay. Ai vào đó tôi đi là, nếu đi là thì cái xem là đánh đổ. Ai vào đó tôi là quà, nếu là quà thì nhiên xin mời vào.